kênh Thảo Dược Thanh Bình để xem thêm những video cực bổ ích cho sức khỏe. Một loại thực vật mọc hoang đâu đâu cũng dễ gặp, dây to hồng vừa là cây thuốc được sử dụng bằng truyền miệng trong dân gian, vừa là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Thực chất dây tơ hồng có những lợi ích nổi bật nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn ở video này nhé! Dây tơ hồng là loài cây leo, dễ sinh trưởng, chúng có thể mọc ở mọi nơi và quấn lấy mọi cây dù cao hay thấp. Nhưng thường thấy dây tơ hồng ký sinh trên thân, lá của những cây lớn. Dây tơ hồng có hai loại phổ biến, dây tơ hồng vàng và dây tơ hồng xanh, và cả hai đều có tác dụng trị bệnh hiệu quả cũng như dễ sử dụng. Cả hai loại cây dây tơ hồng có tính ôn, vị ngọt đắng, có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, ngừa đông sẩy, chóc đầu ở trẻ, mụn nhọt ở người lớn và trị tiểu khó, tiểu buốt, tiểu đục do nóng trong, giúp thanh lọc gan, giảm chứng vàng da, vàng mắt. Dây tơ hồng vàng hỗ trợ chữa bệnh mạch đới ở nữ, liệt dương, di tinh và lưng gối đau nhức, cải thiện bệnh đau mắt đỏ, bệnh bạch biến, hen suyễn. Dây tơ hồng xanh giúp điều trị kích lệ, điều kèm máu, chảy máu cam, hỗ trợ cải thiện bệnh viêm thận, bàng quang, chứa sỏi, chữa bỏng nhẹ và mụn nhọt, kẻ lở sưng đau. Một số bài thuốc trị bệnh hiệu quả của dây tơ hồng: đông sẩy, mụn nổi ở mặt, lấy một nắm dây tơ hồng vàng còn tươi, nấu nước để tắm cho trẻ và rửa mặt. Tiểu đục, tiểu khó, 20g dây tơ hồng, 20g mạch môn sắc với nước uống trong ngày. Tiểu ra máu, một nắm dây tơ hồng xanh sắc với nước và đường đen, lọc nước uống trong ngày. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của dây tơ hồng và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán dây tơ hồng tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các